Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, lũ lụt do mưa lớn ở hơn 10 tỉnh miền Nam và miền Trung của Trung Quốc như Phúc Kiến, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc đã cướp đi sinh mạng của ít nhất gần 50 người. Nhiều người mất tích và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Nhà chức trách cho biết tỉnh Giang Tây có ít nhất 18 người thiệt mạng, gần 69.000 người đã được di dời và hàng trăm ngôi nhà bị sập. Tại các tỉnh phía Nam như tỉnh Quảng Tây, 15 người đã thiệt mạng và khoảng 11 người được xác định là mất tích. Tại tỉnh Phúc Kiến, 13 người chết, 9 người mất tích, khoảng 268.000 người bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Hồ Nam, 4 người tử vong đã được báo cáo và hơn 2.100 người đang tìm kiếm nơi trú ẩn. Theo báo cáo dự báo thời tiết, mưa có thể nhiều hơn trong những ngày tới. Tân Hoa xã trích dẫn Văn phòng Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh cho biết, mưa lớn đã phá hủy 2.890 ngôi nhà và làm hư hại 26.300 ha nông sản. Theo Văn phòng Cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt của Trung Quốc, mực nước ở gần 30 con sông phía nam của Trung Quốc đã vượt qua mức báo động. Hàng trăm chuyến bay bị trì hoãn, trong khi nhiều chuyến bay khác phải hủy bỏ vì nước lũ đã dâng lên hơn 2,2 mét ở một số khu vực. Những cơn mưa lớn được báo cáo đã bắt đầu ở một số khu vực Trung Quốc từ cuối tuần qua cho đến nay đã ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người, làm thiệt hại kinh tế hơn 2,578 tỷ nhân dân tệ, khoảng 373 triệu USD. Ủy ban quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp cho lũ lụt tại tỉnh Giang Tây. Nhiều cây cầu bị phá hủy, một số khu vực nước lũ đã dâng cao hơn 2,2 mét. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 1 triệu người và hơn 10 tỉnh phía Nam đã xảy ra lũ lụt do mưa lớn. Quý vị thân mến, theo truyền thông Trung Quốc, do ảnh hưởng của lưu lượng nước từ hồ chứa thượng nguồn sông Hoàng Hà, mực nước tại các trạm thủy văn ở Cam Túc, Sơn Tây, Thiểm Tây đã liên tục tăng cao. Hai ngày trước xuất hiện trận lũ số 2 khiến lưu lượng tại trạm thủy văn Đồng Quan trên sông Hoàng Hà đạt tới 5.630 m khối trên giây. Báo cáo cho hay, khoảng gần 40 con sông bao gồm sông Lan Châu, sông Thạch Thủy Sơn ở trên thượng nguồn sông Hoàng Hà, sông Đồng Quan ở vùng Trung Lưu, Ngải Sơn ở Hạ Lưu, sông Thao ở Cam Túc và Xà Hồ ở An Huy đã vượt quá mức nước cảnh báo. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy do có mưa lớn nên lũ lụt lại xuất hiện tại huyện Khang, thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc. Nước sông tràn qua đê và chảy thẳng vào thành phố. Đường phố ngay lập tức biến thành sông, các vật phẩm, vật dụng trong nhà và ô tô trên đường phố cũng bị lũ lụt cuốn trôi. Mưa lớn kéo dài cũng gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất và dòng đá bùn. Thưa quý vị, hai ngày trước, lũ lụt dâng cao do mưa lớn ở cả ba con sông của Trung Quốc, sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Hoài, với mực nước ở hầu hết các vùng đều vượt qua mức báo động. Lưu vực ba con sông này đều là những vùng sản xuất ngũ cốc và phát triển nhất của Trung Quốc. Nước lũ đã nhấn chìm những vựa lúa ở lưu vực sông Châu Giang trong tháng 6. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc lại không đưa ra đánh giá tổng thiệt hại đối với các vụ mùa của nước này. Ngoài ra, lở đất cắt vào một phần của sông Trường Giang đã hình thành một hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc. Nếu lở đất tiếp diễn, lượng nước lớn có thể bất ngờ tràn vào khu vực ở hạ lưu. Giới chức Trung Quốc cảnh báo hàng triệu cư dân thành phố rằng nước lũ có thể tấn công các khu vực dân cư bất cứ lúc nào. 6 giờ tối thứ năm, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo mưa lớn, lưu ý rằng các khu vực ở thượng nguồn sông Trường Giang và hạ lưu sông Hoàng Hà cũng như toàn bộ lưu vực sông Hoài sẽ hứng chịu các trận mưa lớn trong 24 giờ tới. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất có mực nước dâng lên đến khoảng 15 cm trong vòng 1 giờ. Trong số 3 con sông chính, sông Trường Giang nằm ở phía nam, sông Hoài ở miền trung của Trung Quốc và sông Hoàng Hà nằm ở phía bắc. Vào lúc 8 giờ sáng thứ năm, chính quyền trung ương Trung Quốc đã ra lệnh xả lũ ở sông Hoài qua đập Vương Gia Bá thuộc tỉnh An Huy. Đây là lần xả lũ đầu tiên xảy ra hiện tượng này kể từ hơn 10 năm trước. Rất nhanh, các cánh đồng hoa màu trong khu vực bao gồm đậu nành và ngô sắp thu hoạch đã bị phá hủy hoàn toàn. Báo Tân Hoa xã đưa tin rằng mực nước nước sông Hoài đã đạt đến mức báo động vào đầu hôm thứ tư, nghĩa là bờ kè dọc sông có thể bị vỡ. Để bảo vệ các thành phố ở khu vực hạ lưu khỏi thảm họa này, chính quyền Bắc Kinh đã quyết định để các khu vực nông thôn hứng chịu trận lũ lụt thay. Bài báo tuyên bố rằng các nhà chức trách đã cho người dân địa phương trước 7 giờ để đóng gói và thu dọn các vật dụng có giá trị khỏi nhà của họ trước khi xả lũ. Hôm thứ ba, chính quyền tỉnh An Huy đã phá vỡ hai con đê và xả lũ từ sông Chu, một nhánh của sông Trường Giang đến các vùng nông thôn. Trong những ngày gần đây, chính quyền cũng đã xả lũ vào các vùng nông thôn ở tỉnh Hồ Nam, Chiết Giang và Giang Tây, khiến nhà cửa và ruộng vườn của người dân ngập trong nước lũ. Năm nay, mưa lớn cũng đã khiến sông Hoàng Hà ở miền Bắc của Trung Quốc bị ngập lụt. Đây là một sự việc bất thường kể từ hôm thứ ba. Hồ chứa của đập Tiểu Lãng Đẻ trên sông Hoàng Hà bắt đầu xả nước lũ tích tụ từ nhiều ngày trước đó, gây nguy hiểm cho khu vực hạ lưu. Hôm thứ năm, lũ lụt cũng đã tràn ngập những con đường dọc theo bờ sông Hoàng Hà, đoạn chảy qua thành phố Lan Châu, khu vực Nội Mông ở các tỉnh khác dọc theo con sông này bắt đầu gia cố bờ đê trước những cơn mưa lớn. Các bờ đê của hồ chứa có thể bị vỡ. Khi điều này xảy ra, nước lũ sẽ tràn vào khu vực thành phố Ân Thi,
Thông báo cho biết, chính quyền thành phố cũng thừa nhận rằng họ đã xả thêm nước từ hồ chứa Đại Long Đàm ở thượng nguồn sông Thanh. Điều này có thể khiến cho mực nước dâng cao tràn qua bờ đê mà chảy vào nhiều thành phố sau đó. Tối thứ Năm, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, tờ Southern Botanist đưa tin rằng hồ chứa Vân Long ở thượng nguồn đã xả lũ vào sông Thanh và gây ra lở đất một phần tại hồ chứa. Tuy nhiên, lở đất đã không kết thúc trong ngày thứ Năm. Do việc xả nước gia tăng tại hồ chứa Đại Long Đàm, nhà máy xử lý nước tại địa phương không thể xử lý nước ngọt. Tin tức cho biết, thành phố sẽ không có nước sạch trong vòng 10 ngày tới. Thành phố Ân Thi đã bị nước lũ nhấn chìm kể từ mấy ngày trước bởi vì các hồ chứa nước ở địa phương liên tục xả nước và mưa lớn không dứt, nước lũ mãi không thể rút cho đến hôm thứ Năm, khiến hơn 10 vạn người ở Trung Quốc bị cô lập vì lũ lụt. Thị trấn Cổ Trấn ở thành phố Liêu An thuộc tỉnh An Huy là nơi sinh sống của khoảng 46.000 người dân. Chiều thứ Ba, nước lũ đã tràn tới đây, nhấn chìm tất cả các con đường, các tòa nhà cũng bị ngập trong nước. Thị trấn Cổ Trấn gần như trở thành một hòn đảo bị cô lập, không có điện và nước sạch. Đến 2 giờ chiều thứ Tư, hơn 10.000 người vẫn bị mắc kẹt trong thị trấn. Một quan chức chính quyền địa phương nói với hãng truyền thông Trung Quốc Kansin rằng hai hồ chứa nước ở thượng nguồn thuộc thị trấn Wuxihen đã xả lũ, khiến mực nước sông Di của địa phương dâng cao trong những ngày gần đây. Sau khi một đoạn đê gần thị trấn bị vỡ, nước lũ đã tràn vào. Thị trưởng của chúng tôi chết lặng khi lũ lụt tràn vào, một quan chức nói. Người dân địa phương nói với The Epoch Times qua điện thoại rằng tình hình của họ đang rất tệ. Chen Gian, cư dân sống ở trung tâm thị trấn đã rời khỏi thị trấn trước khi nước lũ kéo tới, nhưng các thành viên của gia đình cô vẫn bị mắc kẹt ở đó. Cô nói họ cần thức ăn và họ rất sợ. Kính thưa quý vị, nhiều ngôi nhà và tòa nhà giáo dục và trung tâm y tế đã bị hư hại. Nhiều con đường bị tắc nghẽn do sạt lở đất, do trận động đất gây ra. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã làm rung chuyển một vùng ven biển của Sơn Đông và miền Bắc Peru vào trưa thứ Hai, đồng thời gây ra thiệt hại nhiều cơ sở vật chất cũng như nhà cửa, trường học và trung tâm y tế. Chủ tịch Tập Cận Bình trên mạng xã hội Twitter cho biết các lực lượng khẩn cấp đang được huy động để hỗ trợ hết mình cho những người bị ảnh hưởng. Trận động đất mà cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS đo được có cường độ 6,8 độ Richter diễn ra ở độ sâu 66,4 km, cách thành phố Palau thuộc tỉnh Huia khoảng 10 km. Giới chức địa phương cho biết trận động đất có vẻ không tạo ra sóng thần. Cơ quan phát ngôn của Tổng thống nước này cho biết trận động đất đã khiến 11 người ở tỉnh Sơn Đông và một người ở tỉnh Giang Tô bị thiệt mạng, trong khi nhiều người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Cơ quan này cũng cho biết nhiều ngôi nhà, tòa nhà giáo dục và trung tâm y tế đã bị hư hại, nhiều con đường bị tắc nghẽn do sạt lở đất do trận động đất gây ra, sân bay Liêu Đình bị hư hại nhẹ nhưng vẫn duy trì hoạt động. Cơ quan quản lý rủi ro của Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trước đó rằng thiệt hại về người ở tỉnh Sơn Đông là do bức tường đổ sập đè lên một phương tiện giao thông. Các tỉnh khác thiệt hại về cơ sở vật chất bao gồm sập cầu cảng và siêu thị. Cơ quan này cho biết công ty dầu mỏ nhà nước đã sơ tán và đình chỉ hoạt động tại nhiều cơ sở để đề phòng nhưng chưa báo cáo thiệt hại. Tất cả chúng tôi chạy ra đường, chúng tôi rất sợ hãi. Lý Trung Hảo, một cư dân ở Sơn Đông gần Thâm Chấn, chia sẻ với Reuters, đồng thời cho biết một số ngôi nhà đã bị sập. Theo Viện Địa lý Vật lý của Trung Quốc, về sơ bộ, trận động đất kéo theo hai cơn dư chấn nhỏ trong vòng 1 giờ sau đó. Chính quyền Trung Quốc đã cho biết trận động đất có thể cảm nhận được ở khu vực phía bắc của đất nước và không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại đối với người hay công trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.